Thì trong phần số 2 hôm nay thì mình sẽ là học về các quy trình để mình phát triển phần mềm process. Cái để làm ra một phần mềm thì mình cần những bước nào? Thì trước mình đã có cái bước ví dụ là lấy yêu cầu, design, test và sau đó là bảo trì, có 4 bước cơ bản. Thì các bước này sẽ kết hợp với nhau thế nào, rồi các vòng đời của mình và sau thì này mình sẽ xem mình học qua. Rồi thì ra mình sẽ học về các model. Tức là có những mô hình nào phát triển phần mềm, thì hôm trước thầy có đề án là không có một mô hình nào tốt hoàn toàn, mỗi mô hình nó sẽ có ứng dụng trong một tình huống khác nhau. Rồi các hoạt động trong quá trình phát triển. Rồi ở đây mình học về vấn đề về copy với change, tức là sự phát triển phần mềm có tính kế thừa từ phần khác, và làm thế nào để mình improve process quá trình phát triển phần mềm này. Rồi software process hay là quy trình phần mềm là ở đây nó sẽ tập hợp các hành động, activity là những việc cần phải làm nhưng dưới dạng là một cấu trúc, structure, giống như mình học về cấu trúc dữ liệu vậy, nó cũng là dữ liệu nhưng mà nó tổ chức cái dạng cấu trúc để mình có thể dễ thao tác, dễ nhìn, dễ quản lý. Thì các hành động dưới dạng cấu trúc này thì được yêu cầu để mình phát triển một hệ thống phần mềm software engineering. Có rất nhiều quy trình phát triển phần mềm, nhưng trong đó nó sẽ gồm các bước. Thầy nói cũng dán trong bài đầu tiên, nó có 4 bước cơ bản thôi. Quy trình nào nó cũng đi qua các bước này. Đầu tiên là đặc tả, specification, định nghĩa hệ thống mình cần phải làm những gì. Thì mình làm trong bài tập 1, mình đứng ở vai trò của khách hàng, customer. Thì mình sẽ đưa ra các yêu cầu, rồi sau đó người phát triển phần mềm sau đó sẽ đặc tả lại các yêu cầu này. Những đồ phần mềm mình có các kỹ thuật để xử lý. Rồi bước thứ hai là sẽ là design và cài đặt, design và implement. Thì nó bao gồm là thiết kế phần mềm, mình có môn học thiết kế phần mềm hướng đối tượng. Implement là cài đặt, là mình sẽ viết code. Thế ra mình sẽ đi qua cấu trúc của phần mềm và hiện thực phần mềm bằng một ngôn ngữ lập trình đó. Bước số 3 là mình validation, hay bước này là test. Thì mình có một môn học về testing, thì mình kiểm tra rằng phần mềm mình đã chạy đúng các chức năng và thỏa mãn các yêu cầu khách hàng hay không. Và cuối cùng là bước evolution, đó là tiến hóa hay là mình bảo trì và quản lý phần mềm, thì mình thay đổi các hệ thống theo yêu cầu khách hàng, custom list. Cái lúc xác định yêu cầu bên trên này, tuy nhiên trong quá trình chạy khách hàng lại đưa thêm yêu cầu mới hoặc là có những nghiệp vụ mới thì mình tiếp tục cải tiến phần mềm hướng evolution. Có 4 bước thì tất cả các quy trình nó đều gồm có 4 bước trên này, thì có thể nó thứ tự hoặc là cách tổ chức khác nhau, nhưng 4 bước này gần như không đổi. Thì quy trình phần mềm thì nó là một dạng biểu diễn abstract, cái là định nghĩa mức hệ thống logic của các quá process. Thì nó mô tả một process từ với các khái niệm khác nhau, cái khái niệm riêng particular perspective. Cái mỗi quy trình thì nó dựa vào một triết lý viết phần mềm riêng, và mỗi triết lý thì nó sẽ cấu trúc 4 bước này theo những cấu trúc khác nhau. Rồi việc mô tả phần mềm thì mình bản chất là mình mô tả các hành động trong quy trình phát triển phần mềm này, như là mình đặc tả về dữ liệu, mô hình dữ liệu, đặc tả về giao diện, user interface. Việc mô tả process description này thì nó còn bao gồm nhất là sản phẩm, mô tả một góc độ sản phẩm như là outcome, mình muốn sản phẩm mình ra, là cứ mỗi hoạt động activity thì sản phẩm là gì, ví dụ hoạt động về specification thì mình sẽ có về sơ đồ chức năng, hay sơ đồ use case, nó là sản phẩm của mỗi bước. Rồi role là các vai trò, thì mình sẽ đặc tả là định nghĩa là ai sẽ là người làm trách nhiệm với các bước đó trong quá trình phát triển.
và các điều kiện pre và post. Thì các điều kiện này chính là các lệnh đặt tả nó đúng trước hoặc là trước và sau quá trình một phát triển hành động. Pre thì nó là trước, post là sau. Ví dụ mình có hành động là design một user interface UI thì điều kiện trước của nó là nó phải có yêu cầu, thì nó là boss điều kiện trước, rồi sau đó là pre là điều kiện sau khi mình design xong thì mình sẽ có một giao diện UI, nó là điều kiện boss và pre. Rồi đây thì có nhiều quy trình phần mềm khác nhau, thì mình sẽ học quy trình là theo kế hoạch plan driven và quy trình và agile quy trình lập. Thì trong quy trình plan driven nghĩa là nó dựa vào kế hoạch, thì trước khi viết phần mềm mình sẽ đặt ra kế hoạch trước. Thì kế hoạch giống như mình lập kế hoạch việc đó, thì mình sẽ có ví dụ kế hoạch tới ngày hôm nay ngày 3 tới ngày 10 tháng 3 mình sẽ có được sản phẩm gì, 15 tháng 3 thì mình sẽ có được sản phẩm gì đó, vì 15 10 tháng 3 thì mình có là yêu cầu, mình xác yêu cầu 10 tháng 3 thì mình có là UI user interface, rồi 20 tháng 3 thì mình có một code, thì mình sẽ định nghĩa kế hoạch ra từng bước theo thời gian như thế này. Rồi plan driven thì các hoạt động nó sẽ dựa vào kế hoạch này, và kết quả này thì được đánh giá trở lại, ngược trở lại theo plan, cái tới giai đoạn này mình đạt được yêu cầu này chưa, tới này thì mình đạt được có UI, mình sẽ đánh giá là kết quả. Và trong mô hình Agile thì plan nó cũng đạt từng điểm, tuy nhiên nó là incremental, cái là thay vì nó đạt một đường thẳng từ đầu tới cuối này thì nó sẽ đi theo vòng xoắn ốc, cái bình thường nó sẽ nở ra. Và cả trên này thì các bước nó sẽ lặp lại, bước đầu tiên mình bước này là bước nó yêu cầu requirement, thì plan nó tiếp tục vào tới bước thứ hai là thiết design, rồi code, rồi test, rồi quay trở lại tới bước này nó lại tiếp tục xác định yêu cầu tiếp. Thì quy trình nó là quy trình lặp, nó là incremental, tức là cùng các bước tuy nhiên nó có sự lặp lại, và chính vì nó lặp lại nó sẽ dễ dàng thay đổi với khi mình khách hàng thay đổi requirement, nên làm rất là nhanh thay vì phải lấy đầy đủ yêu cầu giống như quy trình plan driven hay là theo đường thẳng này, phải lấy đủ yêu cầu trước ngày 10 tháng 3 thì ra nó sẽ lấy một số yêu cầu cơ bản, rồi sau đó design, rồi sau test và validate với khách hàng, nếu khách hàng đồng ý thì tiếp tục làm, nếu khách hàng có vấn đề đó confirm lại thì mình tiếp tục quay lại đi lấy yêu cầu, mình đo lại yêu cầu và tiếp tục quá trình này. Thì trong quá trình thực hành hay trong việc viết phần mềm thực tế thì tất cả các quy trình nó thường bao gồm cả plan driven và agile approach. Thì giống như bài trước thầy nói thì không có cái gì là sai hay là đúng trong quy trình phát triển phần mềm này cả, không có việc định nghĩa là theo đường thẳng hay là sai hoặc là theo bên vòng lặp này đúng hoàn toàn, nó tùy thuộc vào mỗi trường hợp. Chúng nó kết hợp hai cái lại thì có thể theo plan dài này mới bắt đầu là từ và tháng 3 hôm nay và kết thúc này là tới ngày tới cuối tháng 5, ví dụ 30 tháng 5 là mình xong lớp học, thì bước năm mình sẽ chia nhỏ ra theo plan driven cái mỗi đoạn, ví dụ tới tháng 4 tới ngày đầu tháng 4 thì mình sẽ có vừa hoàn thành vừa phần lấy yêu cầu requirement. Thì trong quá trình đoạn này thì bắt đầu nó chia theo dạng vòng lặp, mỗi vòng lặp tròn này và đợi tới này hoàn thành yêu cầu thì nó cũng lấy yêu cầu, rồi sau đó là thiết kế design, rồi test, rồi verify với khách hàng, rồi quay lại lấy yêu cầu, tiếp tục lặp thì nó xong tới phase này thì nó xong được bước lấy yêu cầu. Nó là kết hợp giữa hai cái là vừa brand vừa agile approach. Rồi các mô hình để mình phát triển phần mềm thì ngoài hai mô hình trước thì nó còn có mô hình truyền thống, trước đầu tiên là mô hình waterfall, là mô hình thác nước, thì giống như thế này là đầu tiên nó sẽ là lấy yêu cầu requirement,
sau khi lấy yêu cầu xong mới đầu chuyển tới bước thứ hai là bước design. Design xong rồi chuyển tới bước thứ ba là bước coding. Design coding là một, phải tách ra rồi sau đó là test. Và cuối cùng là bảo trì quản lý vận hành evolution. Thì trong mô hình này nó đi theo một đường từ trên xuống dưới và không có lặp lại. Nên sau khi ra requirement xong mới design, rồi design xong rồi bắt đầu code, code xong mới test, test xong mới bảo trì. Thì tới lúc bên dưới này thì sản phẩm nó hoàn chỉnh hoàn toàn và này nó không có lặp lại. Rồi còn mô hình đó, như mô hình thứ hai là mô hình incremental. Thì nó là trong quá trình này thì quá trình lá đẹp tả phát triển và bao đây thì nó được lặp lại. Cái design xong thì có thể chưa đạt yêu cầu đã quay lại lá tiếp yêu cầu, tiếp một design, một code quay lại này, trong quá trình này quay lại bên trên, requirement thì bao quá trình này nó lặp lại nhiều bước này với nhau, incremental. Thì trong thực tế khi đi làm thì đa số công ty sử dụng quy trình lặp này, vì nó một lần mình chưa thể lấy được tất cả các yêu cầu khách hàng, mình cần phải có sản phẩm là phần mềm demo trước, khách hàng confirm và xác nhận lại, rồi sau đó mình tiếp tục lấy yêu cầu. Rồi đây là có về phần tích hợp và cấu hình. Tức là quy trình này là quy trình tích hợp và cấu hình. Thì hai quy trình bên trên này nó xây dựng một phần mềm mới hoàn toàn, còn quy trình bên dưới là đã có một phần mềm hệ thống là có sẵn. Và mình có những hệ thống có sẵn, component có sẵn. Và nhiệm vụ mình là sẽ tích hợp các component lại với nhau để mình phát triển phần mềm. Thì ví dụ ở bên ngoài sẽ có các plugin. Và các cái này nó sẽ kết hợp lại với nhau theo một cách nào đó, ví dụ mình chỉ cần không cần view code mình chỉ kết hợp những cái này lại với nhau thành một hệ thống hoàn chỉnh. Ở đây mình có thể là mình áp dụng là hai quy trình blend driven hoặc là ISO lập. Ở trong các hệ thống lớn thì việc phát triển hệ thống sẽ sử dụng kết hợp cả tất cả cái này lại với nhau, là vừa có waterfall mô hình thác nước, vừa có mô hình lập, vừa có sự kết hợp và cấu hình, là vừa sử dụng component bên ngoài để kết hợp vào hệ thống. Thì đây là mô hình waterfall, thì nó sẽ đi theo một đường thẳng từ này xuống. Đúng. Rồi sau khi tới giai đoạn mà overwriting và manage, giai đoạn cuối cùng là sản phẩm, thì bắt đầu nếu có lỗi đó mới quay lại các bước tương ứng. Thì mô hình này nó mô tả giống như là bậc thác nước, giống như là waterfall model. Thì nó có các bước là có yêu cầu, design, code. Code thì có unit test, và system test, và cuối cùng là quản lý bảo trì. Thì nó chỉ lặp lại khi tới bước cuối cùng là bước bảo trì. Nếu ở bước implement này mình implement sai á, thì mình không thể quay lại bên trên, mình phải tiếp tục làm bên dưới. Đó là mô hình waterfall. Thì em có thể nói thì nó phân tách ra các phần, và phần drawback của mô hình waterfall là nó khó, difficult, tích hợp, thay đổi. Sau khi process đã underway, nghĩa là sau khi mình đã đi từ bên trên xuống được bên dưới này á, thì rõ ràng mình không thể thay đổi được bên trên nữa, vì tại mô hình này không cho, bắt buộc mình đi theo một đường thẳng xuống cuối cùng quay lại mới được thay đổi. Thì đó là phần giới hạn của mô hình waterfall. Thì phải hoàn thành complete trước khi mình chuyển sang mô hình mới, phần phase mới, next phase. Rồi drawback, cái là phần giới hạn tiếp theo, đó là phải chia project thành những trạng thái state phân biệt, dẫn tới là nó không có response hay là có response phản hồi giữa các với khách hàng. Đây chúng ta thấy là mình tới giai đoạn xong requirement là mình làm việc với khách hàng này là customer. Sau khi xong bước này thì toàn bộ các bước bên dưới này mình không có liên lạc làm khách hàng nữa, tất cả những code. Thì nó bị giới hạn là khó việc liên lạc với khách hàng. Rồi chính vì nó khó nên mô hình này nó chỉ được ứng dụng khi các yêu cầu requirement của mình đã được well understood, là mình đã hiểu yêu cầu một cách rõ. Và sự thay đổi này thì nó giới hạn
trong quá trình phát triển. Thì cái này nó có thể hợp với việc mình viết đề tài của mình, nhất là về đề tài của mình thì các yêu cầu là do mình tự lái. Thì yêu cầu trong bài tập đầu tiên là mình tự lái với vai trò là một khách hàng. Chứ mình tự lái cho đó mình sẽ xác định rõ được là mình yêu cầu những gì trong phần mềm thì nó phù hợp với đề tài của mình. Tuy nhiên thì trong quá trình làm có thể mình sẽ bị một số vấn đề ở đó, mình quay lại sửa thì nó sẽ không theo mình. Nếu mình theo mô hình waterfall đó, thì sau khi mình xong buổi hôm nay mình đã được yêu cầu, mình quay lại mình không có sửa nữa. Và mô hình waterfall này thì nó cũng được sử dụng cho các hệ thống lớn, large system. Khi mà hệ thống này được phát triển ở những vùng hay những nơi khác nhau thì nó sẽ kết hợp với plan driven, tức là mỗi giả sử như mình viết một ứng dụng phần mềm, ví dụ phần mềm lấy yêu cầu bên châu Âu hoặc là bên này là đội business rồi lấy yêu cầu nghiệp vụ khách hàng, còn bên châu Á là đội dev developer. Thì rõ ràng giữa hai bên này rất là xa đó, quá trình mình contact với nhau rất là khó vậy đó. Nó sẽ chia ra cái mô hình thác nước, là bên này lấy yêu cầu xong rồi sẽ chia qua bên này làm. Nó phù hợp với các hệ thống lớn và được phát triển ở những vùng, những nơi khác nhau, là several sites. Và đó là mô hình về waterfall, là mô hình incremental development hay agile. Thế là nó sẽ là mô hình lập và mọi bước nó sẽ lập lại với nhau. Thứ nhất là có yêu cầu outline description, yêu cầu cơ bản ban đầu, thì các hoạt động này sẽ lập lại với nhau là concrete activity. Này chỉ lấy yêu cầu ban đầu, giống như hôm nay mình lấy yêu cầu, mình lấy yêu cầu cơ bản, yêu cầu cơ bản ở phần mềm. Bắt đầu mình mới đặt tả cái yêu cầu này ra đã. Và sau khi đặt tả mình chuyển sang giai đoạn là develop, phát triển yêu cầu develop và UI interface code. Và sau khi có UI có code thì bắt đầu mình mới confirm với khách hàng và mình tiếp tục lại được thả lại quy trình này lập lại với nhau. Và đồng thời develop thì nó cũng lập với việc là test, bước này cũng lập lại với nhau. Thì quá trình này giữa develop và nó cứ lập lại giữa hai bước, khi nào đạt được yêu cầu thì dừng. Và đồng thời nó cũng sẽ lập với, khi lấy bản yêu cầu xong thì nó có bản khởi tạo initial version, bản cơ bản là bản prototype, còn cái công xác nhận của khách hàng và lấy yêu cầu. Và ở develop thì sẽ có bản là bản intermediate version, hay là bản này là bản alpha, hay là bản trung gian có những chức năng tuy nhiên nó chưa được test, chưa được kiểm chứng. Và cuối cùng là sau khi qua bước validation testing thì mình sẽ có bản cuối cùng là bản final. Thì tới lúc mình thấy các mũi tên này, tới lúc ra bản final rồi á thì mình sẽ không còn lặp lại nữa. Thì nếu mình có mũi tên lặp lại trong trường hợp này nữa thì quy trình này nó sẽ làm liên tục, không có điểm dừng. Rốt cuộc nó phải có điểm dừng. Điểm dừng nó sau khi kết thúc phần validation ra bản final thì nó dừng, không phát triển nữa, mình hoàn thành phần mềm. Rồi, ở đây thì quy trình phát triển lập này nó có những lợi ích gì? Thì thứ nhất là lợi ích khi thay đổi, khách hàng thay đổi yêu cầu thì mình rõ ràng mình dễ dàng mình thay đổi hệ thống theo yêu cầu khách hàng lúc nhanh nhất, mình confirm liên tục với khách hàng. Mình có thể dễ dàng lấy yêu cầu, lấy feedback từ khách hàng để biết được mình thiết kế phần mềm đúng hay sai. Bởi vì cứ mọi bước thì mà khách hàng thì có được bản phiên bản phần mềm confirm cho nó. Rồi quá trình quy trình phát triển theo hướng lập này thì nó sẽ phát triển nhanh và việc deploy thì toàn có phần mềm hữu ích cho khách hàng với thời gian là possible, là thời gian hợp lý nhất. Ở đây thì khách hàng có thể dễ dàng tương tác với đội phát triển viết phần mềm để có thể nhận được giá trị từ phần mềm hay là được đánh giá được phần mềm có đúng yêu cầu hay không.
Tuy nhiên cái này nó cũng có một số vấn đề problem. Thứ nhất là process is not visible. Thì process is not visible này có nghĩa là sao? Nghĩa là chúng ta học về software. Software thì nó một trước định nghĩa nó có hai phần, phần nhất là về code, phần thứ hai về document. Thì nếu sẽ thêm là code thì rõ ràng software này mình không thể sờ và nhìn và thấy được. Nó khác với việc xây một ngôi nhà. Ngôi nhà thì mình có thể thấy được kiến trúc từng bước xây thế nào, cũng phần mềm thì mình không thấy được. Do đó nó là in not visible. Chính vì nó not visible do đó mình rất khó để mình có thể đo được measure process progress. Cho nên mình xem thử là trạng thái hiện tại là phần mềm của mình đã đạt yêu cầu chưa, đạt yêu cầu về test, đạt yêu cầu hàng chưa, và nó không có lợi về chi phí trong việc tạo ra document tại mỗi phiên bản của hệ thống. Thì giả sử như ở đây mình cần phải tạo document, cái mỗi bước tất cả này mình tạo document, rồi sau đó là phát triển mình tạo document và document phần mềm mình là tập hợp các document và software với nhau. Thì cứ mỗi bước này yêu cầu mình phải tạo ra các tài liệu hướng dẫn document cho phần mềm. Thì nếu quá trình này lặp liên tục lại nhiều lần thì số lượng document của mình sẽ rất là lớn, và việc làm nhiều document của mình và thì nó sẽ tốn chi phí. Rồi cấu trúc của phần mềm hoặc cấu trúc hệ thống thì nó sẽ bị giảm đi, nghĩa là mất cái cấu trúc nếu mình phải lặp lại nhiều lần. Thì việc lặp nhiều lại nhiều lần quá thì nó sẽ phá hủy cấu trúc của hệ thống. Rồi, ở quy trình về tích hợp và cấu hình (integration configuration) thì nó là bản chất là cách mình sử dụng lại các hệ thống phần mềm (component), tích hợp các component hay một hệ thống ứng dụng lại với nhau. Thì mình sử dụng lại các thành phần này, mình cấu hình để mình thay đổi để có thể viết thêm code để đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng. Thì ở đây nó có yêu cầu về review là sử dụng lại phần mềm, thì nó thành một chuẩn tiếp cận cho việc xây dựng các nhiều phần mềm, hệ thống phần mềm. Thì trong cuốn sách nó có chương chương 15 này kỹ hơn về phần review, mình xem lại. Cái là mục đích các hệ thống này, thì thứ nhất là hệ thống phát triển bây giờ là thường nó sẽ lớn, và do đó người ta thường sẽ phát triển các component trước, rồi khi các hệ thống khác và các phần tương tự thì gắn các component đó vào thôi. Hay có khái niệm khác là microservice, rồi chia nhỏ các chức năng, chia nhỏ các chức năng lại thành những chức năng nhỏ hơn, và cứ mỗi chức năng tạo thành một service, một API. Rồi sau đó khi một hệ thống lớn thì mình cứ lấy các API đó mình gắn lại với nhau tạo phần mềm hoàn chỉnh, thì nó là resale sử dụng lại. Thì các kiểu phần mềm sử dụng lại resale, ví dụ như standalone, các ứng dụng và system để mình sử dụng cho những môi trường đặc biệt khác nhau. Rồi có thể là tạo vào các object được phát triển và bắt kịch, thì cái này là thường ở trong .NET mình sẽ có, nó có gọi là nút kịch, thì trên này nó sẽ có các bắt kịch được cộng đồng Microsoft phát triển, mà mình muốn có sử dụng các bắt kịch đó và bắt kịch về giao diện hay là và .NET và Entity Framework mình học là Windows. Nó là các bất kỳ cơ sở mà mình chỉ kéo vào mình gắn trong phần mềm của mình, thì nó là dạng collection of object. Và dạng thứ ba nó chính là web service, là cái phần nói vừa nói đó là dưới cái dạng API. Thì mình sẽ chia nhỏ phần mềm thành các API khác nhau, ví dụ như các API vừa tạo user, rồi login, log out, API vừa tạo cạc. Cạc là chính là giao hàng, rồi API và thanh toán. Thì mình tạo các tất cả cái này là thành các dạng là web service, là API.
thì mình thường hay dùng cái dạng là RESTful, REST API. Thì khi mình viết phần mềm, giả sử nó có sử dụng chức năng và thanh toán, thì lúc này mình chỉ cần gọi tới API thanh toán là được. Và sau việc này chạy trên web thì nó có phần mềm sử dụng. Rồi trong kiến trúc phần mềm Reuse Oriented, thì thiết kế phần mềm theo hướng là mình sử dụng lại, thì nó sẽ có quy trình các bước gì. Thì đầu tiên nó cũng sẽ là việc lấy yêu cầu Requirement, Refinement. Rồi sau đó nó quay lại, nó đặt tả, mình sẽ đặt tả yêu cầu. Và đặt tả yêu cầu thì lúc này sẽ có hai cái là mình xem là cái chức năng mà mình vừa phát triển đó thì nó có phần mềm hoặc là backend nào chưa, hoặc là nếu có rồi thì có hoàn toàn đúng vậy thì mình quay lại mình dùng, còn nếu có mà cần phải viết thêm thì mình sẽ viết bổ sung cho phần mềm đó, hay evaluation để cập nhật cái tính năng. Ví dụ cũng là đặt tả yêu cầu là thanh toán, mà mình API mình có thanh toán qua ứng dụng là Momo, ứng dụng thanh toán. Thì nếu yêu cầu chỉ cần thanh toán qua Momo thì mình lúc này mình sử dụng hoàn toàn API đó, mình không thay đổi gì cả, thì nó là một software discovery. Tuy nhiên có thêm yêu cầu thanh toán về Zalo thì lúc này mình evaluation thì mình đánh giá, rồi mình viết thêm chức năng vào, rồi xác định yêu cầu. Rồi ở đây mình sẽ tiếp tục kiểm tra là hệ thống đã có hay chưa, có component ở đó hay không, available hay không. Rồi nếu đã có trong hệ thống, cái API này mình đã có tích hợp vào rồi, thì mình cần cấu hình để dùng. Còn nếu chưa tích hợp vào mà nó có available component, lúc này là mình chỉnh sửa hoặc là mình phát triển. Thì có những trường hợp là mình chỉ cần chỉnh sửa lại việc thanh toán là Momo, Zalo thì mình chỉnh sửa lại adapt component. Còn có những trường hợp là mình phải phát triển component mới, ví dụ nó thanh toán như nó thanh toán cách khác hoàn toàn, thanh toán một loại hình thức thanh toán khác. Rồi lúc đó mình chưa có trong các phần mềm có sẵn, thì lúc đó mình sẽ chuyển sang là mình phát triển mới. Và khi mình có được hai phần này rồi, bắt đầu mình tích hợp lại trong hệ thống, quy trình sử dụng lại. Thì nó cũng bắt đầu từ việc lấy yêu cầu. Tuy nhiên trong quá trình lấy yêu cầu có xác định được chức năng, bắt đầu mình tìm phần mềm có, đã có hay chưa. Nếu có rồi, có đúng hoàn toàn thì mình lấy ra dùng. Còn nếu có mà cần phát triển thêm thì mình adapt nó lại. Hay là trường hợp là không có thì bắt đầu mình mới phát triển mới. Và cứ mỗi bước này thì mình có thể tích hợp lại quy trình lập trong này, quy trình ASL. Rồi các trạng thái key process trong quy trình sử dụng lại này, thì đầu tiên là lấy yêu cầu là quan trọng nhất, mình phải lấy đúng yêu cầu. Sau đó là tìm kiếm các phần mềm và đánh giá. Đánh giá được là các phần mềm đã có hiện tại nó có phù hợp với yêu cầu của mình hay không. Rồi sau đó bắt đầu mới refine, nên xác nhận confirm lại yêu cầu. Rồi cấu hình ứng dụng và thay đổi các component hay là tích hợp vào hệ thống. Thì nó là các quá trình chính. Rồi thì quy trình này nó có những lợi điểm, nhưng có những điểm bất lợi. Thứ nhất là nó giảm chi phí cost và risk là rủi ro, vì mình dùng lại những hệ thống đã có sẵn. Do đó nhất là về chi phí nó sẽ thấp, mình không có chi phí phát triển. Rồi rủi ro nó cũng thấp hơn, bởi vì hệ thống thường có sẵn và được sử dụng bởi nhiều người. Rồi mình xây dựng hệ thống nhanh hơn, faster delivery và phát triển hệ thống nhanh, bởi vì nó component có sẵn mình không phải viết. Tuy nhiên nó có bất lợi là ở đây là yêu cầu. Thì mình phải thường xuyên là cập nhật khách hàng, và có một số trường hợp là mình phải thay đổi yêu cầu để nó đáp ứng được một đề cập đáp ứng được yêu cầu khách hàng. Ví dụ mình có thanh toán
thì khách hàng yêu cầu là thanh toán qua thẻ thôi. Tuy nhiên thì mình có thể confirm để xác nhận là khách hàng có thể sử dụng dịch vụ thanh toán mà nạp phát triển như thanh toán qua Zalo hay gì đó. Thì nó lúc này nó yêu cầu mình phải đổi lại cho mình, thay đổi lại yêu cầu confirm với khách hàng nó phù hợp với chức năng của hệ thống đang có. Loss of control over evolution review thì các thành phần trong hệ thống mình sử dụng từ phần mềm từ một đó bằng nguồn khác, do đó mình khó để mình điều khiển được các thành phần này. Ví dụ nó có lỗi hay là vấn đề đó thì mình cũng không sửa được bên trong, nó là số vấn đề disadvantage. Rồi các hoạt động trong quy trình này, process activities, thì trong quá trình là phát triển phần mềm thì mình sẽ interlay, tức là kết hợp lại một chuỗi các hoạt động và technical và cộng tác giữa các thành viên với nhau và quản lý các hoạt động này để đạt được các bước như là lấy tải yêu cầu, design, code và test. Nó có bốn hoạt động chính: four basic process activity, lặp lại nhiều từ đầu từ buổi đầu tiên, thứ nhất là đặt tả, phát triển, validate test và evaluation. Rồi chỉ khác nhau giữa các model là nó mô tả cái là nó sắp xếp các hoạt động này như thế nào. Ví dụ trong mô hình thác nước waterfall thì nó tổ chức các hoạt động này theo dạng sequence, là chuỗi tương tự, trong khi mô hình lập thì nó lại tổ chức theo kiểu là interleave, tức là kiểu đổ qua đổ lại với nhau cái bước này đó là của bước kia. Thế nên mình có thể đặt lại là các bước trong việc phát triển phần mềm, mình đặt sơ đồ lại theo cho phù hợp. Ví dụ này là lấy yêu cầu và đặt tả yêu cầu, sau đó lấy yêu cầu phân tích, rồi lấy yêu cầu xác định khách hàng, rồi yêu cầu về hệ thống, rồi xác định về thành phần hệ thống cũng chạy. Rồi sau đó mình sẽ cho ra kết quả cuối cùng là requirement document kết hợp với verify yêu cầu này, và bước này sẽ cần với khách hàng customer. Và kết quả của bước lấy yêu cầu này tức là tài liệu lấy yêu cầu hoàn chỉnh. Thì bài tập hôm nay mình làm mình bước cơ bản bên trên này thôi, mình chỉ là lấy tổng quan, sau đó mình sẽ cần phân tích, mình viết đặc tả lại, rồi mình kiểm chứng lại yêu cầu, rồi đặc tả về hệ thống, rồi đặc tả về người sử dụng, và cuối cùng mình mới xong phase đầu tiên là mình lấy yêu cầu. Rồi yêu cầu vào phần mềm Software Specification. Thì trong qua bước này thì mình sẽ tạo ra thiết kế được là các dịch vụ service cần phải được thiết lập cài đặt và các ràng buộc constraint trong hoạt động và thống và phát triển. Nó có các bước để ra bản đặc tả yêu cầu, thì nó có bước đầu tiên đó là analysis and analysis. Thì bước này nó sẽ làm là yêu cầu các bên liên quan stakeholder, các bên liên quan cần những yêu cầu hoặc là mong đợi gì từ hệ thống. Bây giờ mình hỏi về mình làm về app giao hàng, thì lúc này mình phải xác định được các bên liên quan trong app giao hàng này là gì. Ví dụ là người sử dụng dịch vụ là chủ quán, rồi người thứ hai thì nó là các người vận chuyển hàng, mình gọi là shipper. Rồi ở đây gọi là stakeholder, stakeholder này thì mình còn phải xác định được là những người này sẽ có những yêu cầu
gì, với chủ hàng này cần yêu cầu gì, ví dụ là có thể là chọn gói hàng, đặt hàng, rồi người vận chuyển thì có những yêu cầu gì và có mong đợi gì, ví dụ tại sao người ta phải làm phần mềm, người ta mong đợi cái có phần mềm thì nó sẽ thêm được những chức năng gì, tiện lợi gì cho người ra yêu cầu. Rồi requirement specification thì ở đây là mình viết lại các yêu cầu dạng đi theo, đi theo và requirement validation, thì lúc này là mình kiểm tra lại các yêu cầu của mình đã đúng hay chưa, requirement đúng hay không. Nếu mình có yêu cầu thì mình sẽ verify lại, kiểm tra. Thì nó là các bước trong việc sao để mình có được requirement document. Thì đây là bước của mình lấy các bên liên quan stakeholder, rồi đặt tả yêu cầu thành chi tiết, rồi sau đó mình confirm lại với stakeholder, rồi mình tiếp tục mình xác định lại là yêu cầu mình đúng hay sai. Rồi mình mô tả về hệ thống, rồi mô tả về user và yêu cầu hệ thống, rồi cuối cùng mình cho ra tài liệu về requirement document, tài liệu về yêu cầu của phần mềm. Rồi về phần design và implement, chính là thiết kế và code. Thì đây mình sẽ chuyển các yêu cầu sang các file thực thi của hệ thống SQL Table System, ví dụ tạo thành web, tạo thành app hay tạo thành file thực thi SC. Thì thiết kế phần mềm software design, cái là mình định nghĩa về cấu trúc phần mềm theo yêu cầu được đưa ra, specification. Rồi ở đây thì mình sẽ học về môn phân tích và thiết kế phần mềm hướng đối tượng. Thì đây mình sẽ định nó các em học về môn lập trình hướng đối tượng, thì mình sẽ cách là mình sẽ đưa các yêu cầu này lại theo một kiến trúc nào đó, mình đưa cái sườn chung của phần mềm, kiến trúc đó là kiến trúc hướng đối tượng hay là kiến trúc hướng thân component thì thêm một không. Và sau đó là cài đặt implement, thì nó sẽ chuyển kiến trúc đó thành thực thi chương trình, phải thực thi. Ví dụ mình đưa kiến trúc class, ví dụ class này là user, và trong class này mình đặt các thuộc tính public, ví dụ là name, id. Thì sau đó trong bước implement sẽ chuyển cái này lại thành ngôn ngữ lập trình, ví dụ nó class user, sẽ là public string name. Đó, thì đó là ngôn ngữ lập trình, nghĩa là chuyển từ kiến trúc sang dạng ngôn ngữ lập trình, thì nó là software design và implement. Thì các bước về design và implement, hai bước này thì thường nó chuyển đổi qua lại lẫn nhau, cũng là có thể từ code mình sinh ra design, design sinh ra code đều được. Rồi ở bước design process, thì thứ nhất nó cần vào input và output. Cái này chính là phần pre condition và cái này là post condition, kết thúc cái bước design. Cái trước khi design thì mình có những gì và kết thúc design thì mình sẽ nhận được gì. Thì để design thì mình thứ nhất là mình có thông tin về hệ thống, thứ nhất là hệ thống với phần cứng đang sử dụng hệ thống gì, với như là OS hay là platform nó là gì. Thì sau đó là đặt tả yêu cầu và đặt tả về dữ liệu, mình phải có dữ liệu được, mình làm là hướng đối tượng á, object mình phải có đặt tả về dữ liệu để mình thiết kế design. Rồi sau khi có ba bảng đặt tả này thì bắt đầu mình chuyển sang các hoạt động design. Design thì nó bao gồm có design về kiến trúc, design về giao diện, design về component và design về database. Cái này sẽ lặp lại với nhau, database là thứ sau cùng. Thế mình sẽ tiếp cận database sau. Đầu tiên là mình sẽ kiến trúc của phần mềm trước, mình sẽ lo thiết kế và giao diện, rồi sau đó mới thiết kế và component. Rồi khi có kiến trúc và có component thì mình sẽ kết hợp mình thiết kế ra database.
Rồi sau khi quy trình design này xong thì mình sẽ có sản phẩm. Thứ nhất là kiến trúc của hệ thống là gì? Kiến trúc này bao gồm là các class, rồi mối quan hệ các class với nhau, kế thừa, bao hàm đó. Và đặc tả và database là mô hình EARD, mô hình cơ sở dữ liệu. Và đặc tả và giao diện interface, và các đặc tả và component là cách kết hợp các phần lại với nhau. Thế này là sản phẩm của quá trình design. Thì này thầy đã giải thích rồi. Thứ nhất là design về kiến trúc chung của hệ thống, có thành phần chính. Kiến trúc design về database, database thì mình thiết kế các bảng table để phụ thuộc vào kiến trúc, thì kiến trúc như thế nào để thầy thì bạn thiết kế tương ứng. Thiết kế về giao diện, thiết kế về components. Rồi tới bước thứ hai là bước code implement, thì mình có thể là phát triển bằng một ngôn ngữ, lúc đó tạo ra chương trình hoặc là cấu hình các chương phần mềm sẵn có để tạo ra chương trình của mình. Giữa việc design và implement thì nó chiến đấu qua lại với nhau. Rồi ở đây thì nó có programming, cái là việc lập trình này thì nó là một hành động riêng cá nhân, và lần này nó không có một quy trình chuẩn nào để lập trình cả, nó phụ thuộc vào từng lập trình viên. Đó, trong 2 năm đầu tiên khi học đại học thì đã có mình học về lập trình là chính, và lúc này mình học trong quá trình học lập trình thì rõ ràng như nó không có cái chuẩn gì. Mình biết một phần mềm tốt á, mình tùy theo chức năng yêu cầu và thuật toán mình viết thôi. Rồi trong bước implement này thì nó có bước là debug, tức là mình xác định lỗi. Thì debug mình làm thường xuyên trên trên IDE là viết code, ví dụ là Visual Studio, là mình tìm thấy chương trình bị lỗi chỗ nào và sửa những lỗi đó. Rồi bước software validation là test. Test thì nó là kiểm chứng lại các chức năng nó. Thứ nhất là bước debug này thì mình chỉ kiểm tra là chương trình mình bị lỗi về mặt cú pháp, ví dụ lỗi về ngôn ngữ. Còn lỗi về logic thì nó phải qua bước vào validation. Rồi đây là bước test. Test thì nó sẽ gồm các test cơ bản. Thứ nhất là component, là test các component. Cái hệ thống mình sẽ có nhiều phần nhỏ, nhiều chức năng về login, rồi chức năng về thanh toán pay. Thì cái mỗi phần này mình sẽ test riêng, và sau đó mình sẽ chuyển sang là test về system, là test cả hệ thống cùng các chức năng chạy với nhau. Rồi acceptance testing, test các business hay là test về performance của hệ thống, thì nó sẽ đi với phần test component này với nhau. Component test là những phần riêng, component riêng là test cách độc lập với nhau. Thì component nó có thể là chức năng hoặc là object. System test là test toàn bộ hệ thống, system on the whole. Rồi customer test lúc này là validate với khách hàng, test với dữ liệu của khách hàng, customer data, là kiểm tra lỗi với mặt business, cái lỗi với mặt quy trình nghiệp vụ, mình có đúng với yêu cầu khách hàng hay không. Phần mà mình chạy được không bị lỗi, tuy nhiên nó không đúng nghiệp vụ, nó cũng là không đạt yêu cầu. Rồi ở đây là V model thì nó giống hình chữ V. Trong mô hình là Blend Driven Software thì nó sẽ test nhiều miếng gì. Thứ nhất là có đặc tả hệ thống, đặc system design và detail design. Và cứ mỗi này bắt đầu mình mới test, như là acceptance test plan thì đặc tả yêu cầu này, test này chính là validate lại với khách hàng, cái xem khách hàng có đồng ý hay không. Rồi system thì nó system integrate test plan, mình có bản đặc tả thì mình xem nó là các thành phần hệ thống khi kết hợp với nhau hoạt động có đúng yêu cầu hay không. Và search system test những phần nhỏ. Ở đây nó có model và unit code test. Khi mình có được detail design là bản thiết kế chi tiết mình viết code,
code là sẽ là kiểm thử bằng code đó. Rồi sau khi các phần trên được test xong thì bắt đầu mình chuyển sang là test subsystem, là test các component kết hợp với nhau. Rồi sau đó lớn hơn subsystem là cái hệ thống nhỏ, thì nó hệ thống toàn kết hợp các hệ thống lớn lại với nhau là system integrated test, test toàn phần mềm. Và cuối cùng đó là acceptance test, là validate lại một lần nữa với khách hàng và chấp nhận yêu cầu phần mềm hay không, và cuối cùng là đưa ra service kết thúc quá trình test. Thì nó giống như hình chữ V, gọi là V model. Rồi bước cuối cùng trong việc phát triển phần mềm là quản lý và bảo trì. Thì phần mềm ở đây là có tính mềm dẻo flexible, giống như nó bắt đầu phần mềm nó là không nhìn thấy được, không sờ thấy được, nó khác với một ngôi nhà. Ngôi nhà mình xây xong thì sửa rất là khó, nhưng phần mềm nó dễ dàng để sửa và có thể thay đổi một cách dễ dàng. Thì các yêu cầu này có thể thay đổi bởi vì sự thay đổi về nghiệp vụ hay là thay đổi về, thì phần mềm và support và hỗ trợ cho việc thay đổi nghiệp vụ này. Và ở đây thì nó có bước là quy định từ phát triển tới bảo quản lý bảo trì. Cái là đa số các hệ thống là cũ, cái là mình có các nhiều mình có các hệ thống từ trước tới nay, với các hệ thống ngân hàng là họ xây dựng từ rất lâu, bây giờ từ năm 2000 là họ bắt đầu xây dựng hệ thống rồi, mình tới hiện tại thì họ vẫn dùng hệ thống đó, tuy nhiên việc phát triển không phải mới hoàn toàn. Và mình chỉ là bảo trì và viết thêm các mô đun mới vào hệ thống đang có, nên là ít có hệ thống mới hoàn toàn, đa số là mình bảo trì hoặc là phát triển thêm hệ thống đã có. Rồi đây là sơ đồ và quy trình để bảo trì hay là evolution, thì nó cũng bắt đầu việc lấy yêu cầu, sau đó là truy xuất vào các hệ thống đang có existing system, rồi sau đó mình xem kiến trúc hệ thống đang có thế nào, rồi mình đề xuất thay đổi, rồi sau đó mình thay đổi hệ thống và quay lại xác định yêu cầu lại. Rồi thay đổi thì nó sẽ xây dựng hệ thống mới, và hệ thống mới này sẽ tích hợp vào các hệ thống đã có. Rồi để đánh giá được hệ thống đã có này thì mình cần đầu vào của nó, đây nó trên đầu vào thôi, đầu vào thì mình phải có hệ thống đã chạy, đang thực thi rồi, để đánh giá này hệ thống đang chạy. Đây chính là quy trình và system evolution, hay là bảo trì và nâng cấp phần mềm. Rồi đây giai đoạn tiếp theo mình xem là về copy with change, ở đây thay đổi cái là quá trình là mình thay đổi là từ đặt tải yêu cầu ban đầu, tuy nhiên yêu cầu đã thay đổi là làm yêu cầu mới, thì nó là điều bình thường trong một hệ thống phần mềm lớn. Thì việc thay đổi ví dụ là thay đổi về nghiệp vụ business thì dẫn tới thay đổi về việc lấy yêu cầu, và các công nghệ mới ra đời thì nó cũng tạo nên các cơ hội mới và việc improve hệ thống ấy. Dù ở trước đây thì người ta làm là viết với nền tảng là .NET, .NET Framework trên nền tảng của Windows, và viết là C Sharp. Nhưng người ta hiện tại ra thì ra là .NET Core. .NET Core với nhiều tính năng tích hợp tốt hơn .NET Framework, thì nó là công nghệ mới ra đời, và cho đó mình sẽ chuyển từ hệ thống yêu cầu trước là .NET Framework sang hệ thống .NET Core. Rồi thay đổi về nền tảng, như thay đổi về .NET Framework, .NET Core, thì đồng thời mình cũng thay đổi về ứng dụng. Sự thay đổi này thì dẫn tới thay đổi về chi phí,
nó cần thêm chi phí mới, bao gồm chi phí về lái yêu cầu và chi phí về việc cài đặt những tính năng mới. Rework cái là mình làm lại khi thêm các yêu cầu này thay đổi, làm thế nào để mình giảm thiểu việc phải viết lại phần mềm. Rồi thì để giảm được việc phải làm lại này thì thường nó sẽ mình làm ở bước này là bước lấy yêu cầu thật đúng, thật chính xác, lấy yêu cầu đúng. Thế là mình phân tích đúng yêu cầu, nếu mình có kinh nghiệm làm ở các project thì mình thấy khi project nào mình lấy được yêu cầu đúng thì mình làm phát triển rất là nhanh, còn thường mình sẽ sai, mất nhiều thời gian là trong trường hợp là mình lấy yêu cầu sai bị thiếu. Rồi đây là mình thiết kế các phần mềm nó đảm bảo là việc thay đổi, cái là mình không có hạt code hay là gọi là code cứng. Ví dụ có một số trường hợp thì mình code mình gán giá trị trực tiếp trong code. Dù mình thiết kế một chương trình giảm giá sản phẩm discount thì thay vì mình đặt trong cơ sở dữ liệu là giảm giá bao nhiêu 30% thì mình đặt cứng trong code là giảm 30%, dẫn tới khi mình thay đổi thì mất nhiều chi phí hơn là mình cài đặt cái file cấu hình cơ sở dữ liệu là hard code. Rồi copy với khi yêu cầu thay đổi thì ra mình khi yêu cầu thay đổi thì mình có thể lấy lại được những gì, ví dụ là prototype là phần thiết kế và hệ thống và mô hình chung hệ thống. Rồi ở đây chúng ta nói một khái niệm mà software prototype, prototyping nó là cái gì, cái là bạn thiết kế hay là bạn này là bạn mô tả vào phần mềm, bạn đầu tiên là bạn initial version của hệ thống sử dụng để mình thể hiện, cái này mình demo được là các khái niệm và các lựa chọn trong design thôi, là nó dạng prototype, cái là nó chưa phải phần mềm, chỉ thể hiện được các ý tưởng thôi. Thì việc sử dụng prototype để trong việc là mình lấy yêu cầu và kiểm tra yêu cầu của khách hàng, cái là mình sẽ đưa ra bản prototype với các hình, thường là prototype bằng hình, rồi sau đó là các hình chạy liên tục lại với nhau để mô tả quá trình phần mềm chạy, process để kiểm chứng lại với khách hàng, và phát triển UI design. Và prototype này nó có thể kiểm chứng lại trong việc test, cái là test theo đúng luồng của dữ liệu, test và UI, cái là test về giao diện thiết kế ra phần mềm có đúng với prototype được ra hay không. Rồi các lợi ích của việc xây dựng prototyping này, thứ nhất là nó cải thiện được là khả năng sử dụng lại của hệ thống, rồi dễ dàng đưa cho user cảm phản hồi. Và prototype thì nó có thể cải thiện improve design quality, cải thiện chất lượng thiết kế của hệ thống phần mềm, vì mình nếu có prototype thì người thiết kế nó dễ dàng xây dựng được. Ví dụ mình vẽ trước một yêu cầu giao diện là có nút đăng nhập, điều này là user rồi pass rồi có button, lúc này là mình vẽ này xong thì tới lúc viết code để hiện thực giao diện này thì người viết code dễ dàng có được cái mẫu nó viết và nó giảm được chi phí phát triển. Rồi quy trình xây dựng prototype thì nó gồm các bước, thứ nhất là đầu tiên là đưa ra mục đích của prototype là gì, và sau đó là xây dựng kế hoạch, rồi định nghĩa các chức năng, và sau đó là định nghĩa outline định nghĩa chung. Rồi phát triển prototype là phát triển các bản vẽ, vẽ các chức năng, vẽ các giao diện, rồi thực thi và prototype đó thì nó có sẽ giả sử là thực thi dạng là vẽ bỏ cái là một tờ giấy, ví dụ A4 thì mình vẽ là thay thứ nhất là login là user rồi pass rồi có nút bên dưới là nút button là ok. Rồi sau khi mình click vào ok này thì mình chuyển sang cái tờ giấy thứ hai,
cái gì người ta thành cái test welcome thì nó chính là excuse table prototype, cái làm sao để mình mô phỏng được quá trình làm hình luôn flow ứng dụng. Mình sau khi có đó bắt đầu mình mới kiểm chứng lại với khách hàng, đánh giá prototype, và mỗi cuối cùng là mình sẽ có report thì mình viết lại là mình tổng kết lại là prototype mình đạt yêu cầu hay chưa, và những vòng nào cần phải cải tiến. Quy trình phát triển prototype development thì nó dựa trên các ngôn ngữ hay là các công cụ tool, có đơn giản nhất là viết các trên các tờ giấy để vẽ các giao diện, hay là có thể mình dùng bút để vẽ để mà hình như thế này viết được các prototype. Rồi prototype thì cần phải tập trung vào phần các sản phẩm mà đã nó không được hiểu tốt và not well understood. Cái nếu mình đã hiểu rõ về giao diện login rồi thì mình không cần cái này login. Login này là phổ biến, nó có tất cả phần mềm và tất cả mọi người lập trình đều hiểu được, là phần username, password rồi nút này là nút đăng ký. Phổ biến rồi thì những cái đơn giản này thì mình không cần prototype, thì những cái mà khó hiểu thì mình prototype. Rồi kiểm tra lỗi là recovery thì nó không yêu cầu, không có bao gồm trong prototype. Rồi mình tập trung vào các chức năng hơn là các yêu cầu về phi chức năng. Rồi yêu cầu phi chức năng với yêu cầu về thời gian thực thi. Cái yêu cầu là phi chức năng thì mình tập trung vào các chức năng của phần mềm. Ví dụ thời gian thực thi và tính bảo mật hay là tính tin cậy của hệ thống thì cái này là chúng ta yêu cầu, và phi chức năng thì cái này mình không có làm được cái thay. Và ứng dụng trong phần mềm thì có thể ví dụ mình làm về app di động, app giao hàng, thì đây mình sẽ có viết các prototype, và thứ nhất là prototype cho người đặt hàng thì có thể là chọn sản phẩm, rồi sẽ là có nút này đặt gì đó, mình sẽ đặt thiết kế giao diện ra, và mình tập trung vào chức năng của ứng dụng. Rồi throw away prototype, nghĩa là khi nào mình bỏ ra bản prototype, thì sau khi đã phát triển xong phần mềm thì có thể mình sẽ không dùng lại bản prototype nữa. Và các prototype này thì thường sẽ là không được kèm trong phần mềm. Phần mềm của mình là software, bao gồm là code, là build thành file thực thi, là share và các doc của mình, hay là các tài liệu help giúp đỡ. Thì các tài liệu help này sẽ không bao gồm phần prototype. Rồi đây các phần incremental delivery, khi là mình triển khai tới phần mềm khách hàng theo bước và vòng lặp, cái thay vì mình làm tất cả để hoàn chỉnh, sau đó mình đưa một phần mềm tới khách hàng customer, thì mình đưa một phần rất lớn này tới khách hàng một lần, thì nó sẽ chia nhỏ phần này thành các phần nhỏ hơn, và cứ mỗi phần nhỏ này thì sẽ khách hàng sẽ verify lại một lần cái này và sau cuối cùng mới kết hợp tất cả các phần nhỏ lại thành phần lớn, thì gọi là incremental delivery. Rồi thì nó sẽ tập trung vào các chức năng hay các nhu cầu nó có tính cần thiết hơn trước yêu cầu của khách hàng. Thì việc chia nhỏ hệ thống và delivery, cái là chia tới yêu cầu hàng thì từng phần nhỏ này thì giúp mình thay đổi được yêu cầu thay đổi. Và chỉnh sửa được yêu cầu. Rồi thì nó có hai quá trình, thứ nhất là phát triển theo vòng lặp incremental và delivery. Incremental là đưa chiến xây dựng phần mềm theo quá trình lập,
Thì bước triển khai phần mềm theo hướng lập thì nó bao gồm cũng các bước, đầu tiên là lấy yêu cầu, rồi assign requirement to increment. Thì là lúc này mình sẽ chọn ra một số chức năng chính, chức năng quan trọng, chọn chức năng quan trọng nên mình làm trước, rồi sau đó mình sẽ thiết kế kiến trúc hệ thống, rồi phát triển hệ thống phần nhỏ này. Sau đó bắt đầu mới quay lại là validate, rồi tích hợp các chức năng này, sau đó validate system và deploy. Thì những chức năng mình được chọn ra này ra xong rồi á, chức năng quan trọng này bắt đầu mình deploy tới khách hàng. Rồi sau khi deploy tới khách hàng là khách hàng mới xác nhận là với những chức năng mình chọn này là có đủ chưa. Nếu hệ thống là đủ rồi, system complete thì mình ra phương án cuối cùng. Còn nếu chưa, vẫn còn thêm những chức năng khác thì mình quay lại tiếp là develop system incremental, là quay lại quá trình là thêm các chức năng khác vào, chọn cái chức năng khác nữa, tiếp tục phát triển. Rồi lợi ích của việc phát triển theo hướng triển khai phần mềm theo hướng lập này, incremental này, thứ nhất là khách hàng có thể truy xuất tới các chức năng và sớm nhất, những chức năng quan trọng này có thể truy xuất trước. Rồi trong quá trình mình lấy yêu cầu, cái đợi đợi lấy yêu cầu thì mình có thể có được phần mềm triển khai tới khách hàng và tiếp tục bổ sung thêm yêu cầu, tăng thêm chức năng, và nó giảm thiểu việc rủi ro của việc là cả project bị fail, bởi vì nếu mình làm tất cả các chức năng, rồi sau đó mới đi verify với khách hàng, thì lúc này là rủi ro khá cao là phần mềm mình không đúng yêu cầu khách hàng, cả tất cả chức năng này đều bị sai. Sau đó mình đi từng phần, nó sẽ giảm rủi ro. Rồi các thành phần có yêu cầu cao, high priority system, nghĩa là mình chọn những chức năng có yêu cầu, có tính ưu tiên cao để phát triển trước, do đó những chức năng này thì mình sẽ được test nhiều hơn, để cái nào làm đầu tiên thì sẽ test được nhiều hơn là cái sau. Rồi nó cũng có một số vấn đề với quy trình incremental này. Thứ nhất là nó cần phải basis facilities, tức là cần phải chia nhỏ cái chức năng ra. Thế là mình sẽ khó để xác định được là những phần nào là cần phải chia nhỏ ra để increment. Thì phần này là khó nhất, là mình khó để chia nhỏ ra. Thế là mình phải định nghĩa làm sao để chia nhỏ được chức năng này, nó từ thuộc vào yêu cầu khách hàng thì thuộc vào kiến trúc hệ thống và vào các mô hình của một công ty. Rồi process improvement là quá trình cuối cùng là việc cải tiến phần mềm. Khi mình cải tiến về chất lượng, làm sao để giảm thiểu chi phí, và thì quá trình process improvement này thì yêu cầu mình phải hiểu về hệ thống đang có, là muốn cải tiến thì mình phải hiểu được cái đang có, và sau đó là thay đổi những quy trình này để làm tăng thêm chất lượng của sản phẩm, để là mình có được sản phẩm ban đầu như này. Thì sau khi mình qua quá trình process improvement thì mình sẽ tạo ra được sản phẩm có chất lượng tốt hơn, cover được và giảm thiểu được chi phí phát triển. Thay vì đập đi và sai lại một sản phẩm mới hoàn toàn thì mình sẽ phát triển cải tiến sản phẩm hiện có để cải thiện thời gian và giảm chi phí. Thế là cũng giống như quy trình phát triển, thì mình hiểu về sản phẩm rồi mình xác định yêu cầu, rồi quản lý, tạo ra các phần kỹ thuật để xây dựng phần mềm tốt. Thì chu trình hay là cycle của việc improve thì đầu tiên nó là đánh giá, rồi phân tích, rồi thay đổi, rồi quay lại đánh giá, rồi phân tích, thay đổi, các ba bước này tập lại với nhau. Thì process của việc đánh giá là measurements, thì cần các thuộc tính, là cần các
thuộc tính attribute, thuộc tính chức năng của phần mềm. Rồi phân tích analyst thì đánh giá và những độ điểm yếu và những phần bottleneck, tức là phần bị lỗi của hệ thống. Thế tại sao vì mình thấy phần mềm mình chạy chậm thì mình phân tích ra lý do nó bottleneck là bị lỗi chỗ nào thì nó chạy chậm. Và từ đó mình đề xuất ra cách để mình phát triển và chỉnh sửa và thay đổi. Và sau khi mình xác định được vấn đề thì bắt đầu mình đổi nó, mình chuyển nó ra và mình tập hợp nhiều dữ liệu để xác định được là hiệu quả của việc thay đổi là như thế nào. Dùng mình phần mềm là chức năng A và chức năng B, C. Thì bây giờ mình sẽ đưa thêm giữa A và B thêm một chức năng A1 nào đó, rồi một chức năng B thì mình đánh giá là việc thêm chức năng A1 vào thì hiệu quả nó như thế nào. Rồi việc đánh giá improve, đánh giá thì nó là đánh giá là phần mềm thì mình đánh giá liên tục, đánh giá về chất lượng dữ liệu được tập hợp, là mình tập hợp dữ liệu phần mềm và đánh giá xem nó có hiệu quả hay không. Việc đánh giá này thực sử dụng để mình cải tiến phần mềm, improve process. Rồi metric là các công cụ dùng để đánh giá. Thì công cụ này nó sẽ gồm gì? Thứ nhất là thời gian, time, lực, các hoạt động. Rồi tài nguyên. Tài nguyên dùng để đánh giá là gì? Ví dụ như là số lượng ngày total effort in person day, nghĩa là cần bao nhiêu ngày để làm. Là ngày công lao động. Rồi số lượng các lỗi occurrence của những sự kiện đặc biệt, tức là số lượng lỗi defect của hệ thống được khám phá là bao nhiêu, thì nó sẽ dùng ba cái metric này để đánh giá. Rồi các bước về quản lý thì đầu tiên thấp nhất là level 1, là ban đầu là cải tạo. Rồi sau bước thứ hai là quản lý. Bước này là chỉ mình xác định được thôi. Xác định được là gì, mình lỗi là vấn đề của phần mềm. Bước hai là mình sẽ quản lý được cái lỗi này. Ở lên cấp thứ ba, cấp cao hơn, lúc này mình sẽ định nghĩa được lỗi nó từ đâu. Rồi bước cấp số 4 cao hơn thì mình là quản lý được, nó gọi là quantity, thì là quản lý về số lượng. Rồi với các loại lớn, và cuối cùng là bước cao nhất là level 5, lúc này là mình tối ưu hệ thống. Nên các bước định nghĩa lại. Rồi tổng kết lại về bài hôm nay thì thứ nhất là các key point, các điểm chính mình cần phải nhớ trong bài này. Thứ nhất là software process là quá trình phát triển phần mềm, là các hành động, các hoạt động xây dựng phần mềm, bao gồm thứ nhất để xây dựng phần mềm thì quá trình phát triển phần mềm thì cần các khái niệm về abstract và cần khái niệm về logic, ví dụ các mô hình waterfall hay là mô hình incremental, là mô hình lập các bước. Cái này là abstract representation of the process, là cách kết hợp giữa các bước này với nhau. Rồi mô hình chung thì mô tả về kiến trúc của hệ thống phần mềm, thì nó có thể bao gồm mô hình về waterfalls, incremental development hay là visual oriented development, là các mô hình phát triển phần mềm chung mình học của bài hôm nay. Rồi các kỹ thuật lấy yêu cầu là quá trình mình phát triển một, phát triển các đặc tả phần mềm, software specification, làm sao mình sẽ học chi tiết về phần đặc tả này. Rồi design và implement là thiết kế và code, thì nó liên quan tới việc là chuyển từ các yêu cầu sang các hệ thống thực thi. Validate thì nó là test, software validation là check, kiểm tra hệ thống
có đáp ứng được các yêu cầu mình đã đặt ra và đáp ứng được yêu cầu của khách hàng sử dụng hệ thống. Evolution là quản lý và bảo trì và phát triển phần mềm, là khi mình thay đổi change các hệ thống đang có để đáp ứng được các yêu cầu mới. Thì quá trình sau khi mình thay đổi phát triển phần mềm thì nó không đảm bảo được tính hiệu dụng của phần mềm, không có trường hợp là mình sau khi mình cải tiến xong phần mềm lại bị chậm hơn. Quá trình process thì nó phải bao gồm các hoạt động, ví dụ như là prototyping là tạo ra các bản mô tả cơ sở phần mềm, rồi incremental delivery là triển khai phần mềm theo hướng là từng phần nhỏ, với việc là code quick change tức là mình sử dụng lại các hệ thống, các component đã có với sự thay đổi nào đó cho nó phù hợp hệ thống mới. Rồi các quy trình này thì có thể cấu trúc theo dạng lập, nghĩa là các bước có 4 bước là từ yêu cầu rồi tới design rồi tới test rồi tới bảo trì. 4 bước này là các bước này lập với nhau là lập. Thì quy trình lập này gọi là quy trình Agile Approach. Là các mức level của việc Good Software Engineering Practice thì nó có 5 mức. Tôi xem lại mức này. 5 mức từ bước level từ 1 tới 5 này. Rồi thì đó là nội dung bài học hôm nay, thì thầy sẽ post lại video để xem lại, có vấn đề chưa rõ thì mình có thể hỏi.